con trai tiết lộ ngày cuối đời và lý do Thẩm Thúy Hằng không định cư nước ngoài. Chia sẻ với Vietnamnet, anh Nguyễn Xuân Ái Quốc, sinh năm 1983, con trai thứ ba của minh tinh Thẩm Thúy Hằng, vừa cùng các anh em vừa về Việt Nam làm đám tang cho mẹ. Bốn anh em anh Quốc định cư ở Mỹ và Úc nhưng vẫn thường xuyên thay phiên nhau về Việt Nam thăm mẹ. Tháng 6 vừa qua, anh Quốc và em trai song sinh quốc Việt vừa đưa gia đình về thăm mẹ Thẩm Thúy Hằng. Hai người vừa đi không lâu thì người cháu ruột báo tin sức khỏe của bà yếu. Đêm cuối cùng, anh Quốc vẫn gọi video cho mẹ để cập nhật tình hình. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Thúy Hằng đi ngủ và qua đời trong giấc ngủ vào sáng hôm sau. Hay tin, anh Quốc cùng các chị em ngay lập tức về Việt Nam lo hậu sự cho bà. Có lẽ nhờ ăn chay trường, mẹ tôi sức khỏe tốt, không đau bệnh gì, kể cả bệnh tuổi già. Bà ra đi do lớn tuổi, anh Quốc cho hay. Nhiều năm nay, Thẩm Thúy Hằng sống cùng các cháu ruột, xem như con cái của mình. Anh Quốc nhấn mạnh những năm cuối đời, mẹ Thúy Hằng sống khép kín, chuyên tâm làm từ thiện và các hoạt động xã hội, chứ không trốn tránh ai. Đặc biệt, những năm thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch, gia đình càng hạn chế để bà tiếp xúc với người khác vì tuổi cao sức yếu. Anh nói khi không hoạt động nghệ thuật nữa, mẹ hầu như chỉ làm từ thiện, ngay cả khi sức khỏe yếu, mẹ cũng gửi tiền cho người khác làm, không khác gì ngày xưa cả. Anh chị cô chú nghệ sĩ nào muốn qua thăm, gia đình đều sắp xếp buổi gặp. Anh Quốc đính chính, minh tinh Thẩm Thúy Hằng chỉ có 4 người con trai, gồm Nguyễn Thanh Vũ định cư ở Úc, Nguyễn Xuân Dũng sinh năm 1972 định cư Mỹ, Nguyễn Xuân Ái Quốc sinh năm 1983 định cư Úc và Nguyễn Xuân Quốc Việt sinh năm 1983 định cư Mỹ. Trong đó, Nguyễn Xuân Ái Quốc và Nguyễn Xuân Quốc Việt là anh em song sinh. Mọi người nhìn mẹ tôi là một người nổi tiếng, nhưng với anh em chúng tôi, mẹ chỉ là một người mẹ như bao bà mẹ khác. Mẹ vừa cống hiến cho nghệ thuật, vừa đóng góp cho cộng đồng, lại vừa nuôi dạy 4 người con khôn lớn nên người. Có lẽ khó ai làm được điều đó, anh nói. Trong ký ức anh Quốc Việt thời thơ ấu, mỗi lần mẹ Thúy Hằng đi diễn, các con đều đi theo xem mẹ biểu diễn không rời. Các anh em đều say mê xem mẹ biểu diễn, nhưng lớn lên đều không ai theo nghệ thuật. Ba anh em anh Quốc nối nghiệp ba làm ngân hàng, riêng anh Nguyễn Xuân Dũng làm kỹ sư điện toán. Với anh, mẹ Thẩm Thúy Hằng chưa bao giờ bận tâm việc các con có theo nghệ thuật hay không. Ba mẹ anh đã định hướng cho các con đi nước ngoài từ sớm, mong các con học tập những điều hay trên thế giới và phát triển theo cách mỗi người muốn. Dù vậy, minh tinh Thẩm Thúy Hằng vẫn không muốn định cư ở nước ngoài, bà muốn sống ở Việt Nam làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, khó và mất ở quê hương.